Chào bạn, hôm nay thì Trụ.vn sẽ quay trở lại cùng với bạn với một câu hỏi mà nhiều bạn hỏi mình, đó là sự khác biệt giữa pu và mấy. Hai cái từ này thì chúng ta học ngay từ Hán ngữ 1, chương trình đơn giản thì đã có pu và mấy rồi. Nhưng mà sử dụng như thế nào cho phù hợp thì nhiều bạn vẫn còn lúng túng. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn các bước để phân tách giữa pu và mấy nhé. Thứ nhất là pu và mấy thì đều nói về mang nghĩa là phủ định. Sự khác biệt của chúng nằm trong 5 trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là trên phương diện thời gian thì mấy thì dùng trong trường hợp là người ta kể lại một sự việc theo khách quan, chỉ dùng trong quá khứ và hiện tại thôi. Còn pu ấy thì là người ta thể hiện thái độ chủ quan, và pu thì bạn có thể sử dụng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nào, chúng ta nhắc lại điều thứ nhất nhé. Thứ nhất là mấy ấy, nó chỉ mô tả một sự vật khách quan nào đấy trong quá khứ, trong hiện tại, không có trong tương lai. Thế còn pu ấy thì là nó thể hiện cái ý kiến chủ quan của mình về một vấn đề, mình phản đối một vấn đề trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để ta đưa vào ví dụ thì chúng ta có thể nhớ được bài. Ví dụ chúng ta có thể nói là chúa thiên tha mấy lái của chính thiên tha dễ mấy lái. Chúa thiên là hôm qua tha mấy lái của anh ấy chưa đến. Chi thiên tha dễ mấy lái, hôm nay anh ấy cũng không đến. Thì cái này thì chúng ta chỉ mô tả một sự vật khách quan thôi, đúng không? Hôm qua không đến, hôm nay cũng không đến, chứ không hề có một cái cảm xúc gì trong đó. Thế nhưng mà nếu mà trong dùng dưới chữ pu nhá, thì sẽ là chúa thiên tha pu lái, chi thiên tha dễ pu lái, minh thiên tha cân pu lái. Chúa thiên ngày hôm qua tha pu lái, anh ấy không đến. Chín thiên hôm nay tha dễ pu lái, anh ấy cũng không đến. Mín thiên tha cân pu lái, ngày mai là càng không đến nữa. Thế ở đây chúng ta đã phải phát hiện ra là gì? Mấy thì không dùng trong tương lai được, mà pu lại có thể dùng trong tương lai. Chúng ta đi tiếp. Chúng ta có mấy thì không dùng với các động từ năng nguyện như nấm, nấm cậu, giọng, khẩn cả. Còn pu thì lại dùng được với tất cả các động từ năng nguyện. Ví dụ bạn không thể nói là ủa mấy nấm là, hoặc là ủa mấy nhau lái, không được. Bởi vì mấy nó chỉ là mô tả cái hiện tượng khách quan mà thôi. Thế còn pu thì vô tư. Ví dụ ủa pu nấm lái tôi không đến được, đấy là cái chủ quan, ý kiến chủ quan mình đưa ra, đúng không? Hoặc ủa pu nhau lái tôi không muốn đến, ủa pu cả lái tôi không dám đến, đúng không? Nôm na các bạn hiểu là mấy là mô tả hiện tượng khách quan trong quá khứ và hiện tại, còn pu là nói về ý kiến chủ quan của mình trong quá khứ, hiện tại và thậm chí dùng được cả trong tương lai. Các bạn đi tiếp nhé. Thứ ba, pu thì thông thường có thể bổ ngữ, chỉ có thể bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ. Mấy thì có thể bổ nghĩa cho động từ và tính từ. Còn pu ngoài bổ nghĩa cho động từ, tính từ thì nó có thể bổ sung nghĩa cho phó từ cũng được. Ví dụ nhé, tha ni chui bu chui, pu yi tình, bạn có đi hay không? Pu yi tình, không chắc, mình không chắc là mình có đi hay không. Thì pu đấy nó hoàn toàn có thể bổ sung nghĩa cho yi tình, mà yi tình thì không phải động từ, yi tình chỉ là một phó từ thôi, nhưng pu nó vẫn có thể bổ sung được, đúng không? Còn mình thực cho mấy vào đấy là không được, mấy yi tình là không được, không chấp nhận, đúng không? Chốt ở điểm số 2 thì các bạn cần nhớ là gì? Tức là mấy thì chỉ có thể bổ sung nghĩa cho động từ hoặc tính từ. Còn pu thì ngoài bổ sung nghĩa cho động từ, tính từ lại có thể bổ sung nghĩa cho phó từ. Bây giờ chúng ta đi tiếp trường hợp khác, là trường hợp thứ tư. Mấy khi bổ nghĩa cho động từ, tính từ thì biểu thị ý nghĩa phủ định đối với hành động đã hoàn thành, đã xảy ra, tức là nói về quá khứ đấy. Còn pu phủ định đối với cái sự thay đổi, cái sự thay đổi về tính chất. Còn pu khi bổ nghĩa cho động từ thì những từ thì bị nghĩa phủ định cho chính hành động đó, chính cái tính chất đó. Nói ra thì có vẻ hơi khó hiểu, đúng không? Nhưng mà bây giờ ta mô tả lại nhé. Mấy thì nó bổ nghĩa, khi bổ nghĩa cho động từ, tính từ thì biểu thị là cả cái hành động nếu hoàn tất rồi. Ví dụ nhé, chúa thiên tha mấy lái,
hôm qua anh ấy không đến và việc họ đã rơi hoàn toàn vào trong quá khứ. Còn bu khi biểu thị ngữ nghĩa, khi nó bổ nghĩa cho động từ tính từ thì nó chỉ đơn giản là phủ định được cái động từ đó. Buộc bu lại, tôi không đến. Nó phản đối ý kiến phản đối của chủ quan mình không muốn đến. Còn cái việc nó xảy ra trong mình phản đối trong quá khứ cũng được, hiện tại cũng được, tương lai cũng được. Ví dụ mình thiện muốn hiện bu lại, ngày mai tao cũng không đến nữa. Đấy, mình dùng trong tương lai được. Nhưng trường hợp đó là mấy không giải quyết được, đúng không? Mấy đến hiện tại là phải dừng rồi. Bây giờ trường hợp thứ năm là mấy có hai cách dùng với động từ hoặc là phó từ. Bu thì chỉ được dùng là phó từ mà thôi. Ví dụ bú chị, vậy thì bu là phó từ cho động từ chị. Chị thì là động từ, bu là phó từ đứng làm trạng ngữ trong câu. Trạng ngữ là gì? Trạng ngữ là thành phần đứng trước động từ và bổ sung nghĩa cho động từ về mặt thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, đối tượng, đúng không? Thì khi bu mà bổ nghĩa cho một cái động từ đằng sau thì nghĩa của câu chuyển sang là phủ định, ngược lại, đúng không? Động từ nó xoay ngược lại, ví dụ đi thì thành không đi. Thế còn mấy thì ngoài cách dùng với động từ, ngoài cách dùng phó từ giống như vu thì nó còn dùng là động từ, có thể sử dụng như một động từ được. Chốt lại để các bạn có thể nhớ một cách đơn giản nhất về u và mấy thì bạn nắm như sau: khi bạn dùng mấy thì là bạn chỉ sử dụng được trong quá khứ và hiện tại, còn khi bạn dùng bu bạn có thể dùng cho quá khứ, hiện tại và tương lai đều được. Một điểm quan trọng nữa, điểm số 2 các bạn cần nhớ đó là mấy thì chúng ta mô tả sự vật khách quan nào đó, còn bu là bạn phản ứng theo cái tôi của bạn để hiện cái ý kiến chủ quan của bạn, đơn giản vậy thôi. Còn các bạn có những câu hỏi nào liên quan ngữ pháp thì comment bên dưới mình sẽ trả lời, hoặc là các bạn truy cập facebook.com/ tiếng Trung bên nào và đặt các câu hỏi, mình sẽ trả lời các câu hỏi ngữ pháp cho các bạn. Nếu các bạn muốn học đầy đủ cả một hệ thống ngữ pháp từ vựng bài khóa từ án 1 cho đến án 4, đầy đủ cả 1.500 câu chuyện chữ án thì các bạn sẽ mua cái khóa học online của tiếng Trung bên nào, thì trong đó có đầy đủ tất các cái phần mà các bạn giống như mình vừa mới trình bày cho các bạn. Tiếng Trung bên nào chúc bạn học tiếng Trung thành công.